Hi, xin chào tất cả anh em, mình là Irene đến từ Coi 68. Và trước khi vào với video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là Finblock. Với Finblock thì người dùng có thể mua bán tiền mã hóa thông qua thẻ Visa, giao dịch, staking và kiếm thêm thu nhập thụ động từ việc nắm giữ tiền mã hóa trong ứng dụng. Dự án thì được hậu thuẫn bởi các quỹ lớn ở trên thế giới như là Dragonfly, Kyber Venture, Kairos Venture, v.v. Tới đây thì Finblock sẽ mở bán token tiện ích ở trên hệ sinh thái là FBX. Holder của FBX thì sẽ nhận được hàng loạt quyền truy cập và những dịch vụ cũng như là tiện ích ở trên toàn bộ hệ sinh thái của Finblock. Token FBX thì sẽ được mở bán vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 ở trên 3 nền tảng Launchpad. Irene sẽ để lên trên màn hình cho anh em. Và ngoài ra vào ngày 12 tháng 5 thì FBX thì cũng sẽ được bán chính thức ở trên nền tảng Launchpad của Finblock hay còn gọi là FinLaunch. Thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới cho anh em tham khảo nhé. Xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi 68 và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trend mới đang cực kỳ hot trong thời điểm gần đây, đó chính là VRC20. Oregon X10 chỉ trong vòng một tuần, token BRC20 suýt cán đổ cột mốc 1 tỷ đô la Mỹ vốn hóa. Liệu Bitcoin NFT có phải là narrative mới của thị trường hay chỉ là một chiếc ôm mới của trend meme coin? Trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về BRC20 và cách mua các token BRC20 nhé. Lưu ý là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định số tiền của bản thân. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68 TV cũng như là bấm vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới của tụi mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem BRC20 là gì và tiêu chuẩn token mới ở trên Bitcoin có những điều gì đặc biệt. BRC20 hay còn được gọi là Bitcoin Request for Comment là một loại token thử nghiệm được tạo ra thông qua giao thức Ordinals bằng cách là ghi lại dữ liệu dưới dạng văn bản text trực tiếp ở trên mạng Bitcoin. Tiêu chuẩn này thì cho phép triển khai token, mint và chuyển token qua lại giữa những người dùng khác nhau. Vậy ai là người đã tạo ra BRC20? BRC20 token thì được tạo ra bởi một người dùng Twitter có username là Domodata vào ngày 8 tháng 3 năm 2023. Một BRC20 điển hình thì sẽ có dạng như sau. Đầu tiên là Pi, thì Pi này sẽ là các token được phát hành theo tiêu chuẩn BRC20 token. OP thì là hoạt động được gọi trong giao dịch này là triển khai hoặc khởi tạo ra OD token. Kế đến thì sẽ là Tick, ticker của token thì sẽ là OD. Tiếp theo là Max, nguồn cung tối đa của OD token này thì sẽ là 21 triệu token. Và cuối cùng là chỉ số LIM là số lượng OD tối đa có thể là về mặt lý thuyết sẽ được min ở trong một giao dịch ở giới hạn một mức là 1.000 token. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao BRC20 lại hot đến vậy? Anh em đã tham gia vào thị trường tiền mã hóa gần đây thì đều biết đến trend hot hit nhất thị trường hiện tại, đó chính là meme coin. Với những cái tên tiêu biểu như là Pepe, AI Doge, Goyak thì đều đang hút volume của thị trường. Và nếu như anh em muốn tìm hiểu thêm về trend meme coin này cũng như là những đồng coin trên thì có thể xem video về meme coin mà Irene đã thực hiện trong thời gian gần đây. Irene sẽ để link ở đâu đó ở trên màn hình cho anh em. Và khi dân tình đồng loạt FOMO vào các đồng meme coin này thì sẽ làm tắc nghẽn mạng Ethereum và khiến cho gas fee của mạng lưới này tăng phi mã. Và chính vì vậy cho nên là gần đây thì các meme coin cũng bắt đầu đổ bộ chiếm lĩnh các layer 2 và mạng Bitcoin. Những đồng meme coin xu thế mới này thì đang được đúc bằng cách sử dụng tiêu chuẩn là BRC20. Phí đúc hàng ngày trên BRC20 thì đã đạt mức cao kỷ lục là 247 BTC vào ngày 7 tháng 5 theo dữ liệu từ DUN. Ở một góc độ khác thì phí giao dịch ở trên Bitcoin đã vượt mức là 400 Bitcoin vào ngày 7 tháng 5, tăng gấp 18 lần so với một tháng trước. Điều này thì khiến cho dân tình FOMO và BRC20 và khiến từ khóa BRC20 hot hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu từ BRC20.io thì các token BRC20 trên mạng lưới Bitcoin từng có thời điểm mấp mé đạt 1 tỷ đô la vốn hóa trước khi quay đầu về vùng 700 triệu đô hiện tại. Trong nhóm BRC20 được tạo ra thì đa số là các meme coin. Dẫn đầu trong sóng tăng phi mã thì phải kể đến token OD với giá trị pha loãng hoàn toàn thì đã vượt mức quá nửa tỷ đô. Ngoài ra thì OD cũng đã được niêm yết ở trên hai sàn lớn là Gate.io và Crypto.com vào ngày 7 tháng 5. Hai sàn giao dịch này thì đã muốn đón đầu làn sóng BRC20. Tính tại thời điểm mình quay video này thì giá của OD đã giảm mạnh so với mức đỉnh là 29.58 đô thiết lập tại điểm listing. Tuy nhiên là vùng giá hiện tại vẫn thể hiện sức mạnh đáng kể so với một tuần trước khi mà OD chỉ được trao tay với giá là 3.78 đô trên một OD.
Hiện tại thì Audi đang được giao dịch quanh mức là 19 đô vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 5 theo số liệu từ BRC20.io. Tiếp theo thì Irene sẽ hướng dẫn anh em cách mua bán token BRC20 ở trên mạng lưới của Bitcoin nhé. Hiện tại thì các token BRC20 đang được lưu trữ trên một ví mang tên là Unisat. Đầu tiên là anh em sẽ cần phải truy cập vào cửa hàng tiện ích của Chrome và tiến hành cài đặt extension này vào trong Chrome của anh em. Sau đó thì tiến hành tạo một ví Bitcoin ở trên Unisat và lưu trữ an toàn các ký tự. Bước 2 là anh em sẽ cần phải rút Bitcoin về ví. Để giao dịch ở trên mạng lưới Bitcoin thì anh em sẽ bắt buộc cần BTC để làm phí. Vì vậy cho nên là anh em có thể mua Bitcoin ở trên các sàn giao dịch tập trung như là Binance, OKX, Huobi v.v. Sau đó thì tiến hành rút về ví Unisat vừa được tạo. Bước 3 là anh em sẽ phải min các token ở trên BRC20. Ở bước này thì anh em sẽ phải cần thực hiện ít nhất 20 lần để có thể tới được bước sau nhé. Anh em sẽ cần phải truy cập vào unisat.io, sau đó chọn vào mục BRC20 để min hoặc là deploy token bất kỳ với mức phí giao dịch mỗi lần min trước đây là vào khoảng từ 5 cho đến 15 đô. Tuy nhiên hiện tại thì mức phí giao dịch đang khá là cao, có lúc là đạt đến tận gần 50 đô, cho nên là anh em có thể đợi đến lúc mà phí giao dịch thấp hơn để có thể thực hiện nhé. Và bước 4 là anh em sẽ tiến hành mua bán các token BRC20 bằng cách là truy cập vào unisat.io và ở mục Market thì anh em sẽ tiến hành mua bán token với tiền tệ chung là SAS hay là Satoshi. Với mỗi BTC thì sẽ bằng 100 triệu Satoshi. Và như Irene đã mention ở phía trước thì anh em để có thể mua bán được token thì anh em sẽ cần phải đạt ít nhất là 20 giao dịch ở bước thứ 3 thì mới có thể tiến hành giao dịch ở bước 4 này nhé. Một cách thứ hai đơn giản hơn là anh em có thể giao dịch thông qua các sàn giao dịch SEX, ví dụ như là Huobi hay là Gate.io. Vừa rồi thì Huobi Global cũng đã niêm yết giao dịch token mảng BRC20 là Audi sau quá trình bỏ phiếu từ cộng đồng hoàn tất vào ngày 1 tháng 5. Hiện tại thì Gate.io cũng đã niêm yết giao dịch Audi vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5 với cặp giao dịch là Audi trên USDT. Anh em có thể đép tiền vào các sàn này để có thể giao dịch Audi hoặc là các token BRC20 khác. Với sự chú ý từ phía cộng đồng và mảng BTCFi cũng như là vào mạng lưới BRC20 như ở thời điểm hiện tại thì Irene nghĩ là sẽ có khả năng cao sẽ tiếp tục có thêm nhiều token và nhiều đồng coin khác của mảng này sẽ được các sàn giao dịch lớn công bố niêm yết trong thời điểm sắp tới. Với sự ra đời của giao thức Ordinals và Bitcoin NFT thì đã mang lại làn gió mới cho thị trường crypto và BRC20 sẽ là sự tiếp nối mới cho Bitcoin NFT. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì BRC20 vẫn chỉ đơn giản là một cách để lưu trữ các dữ liệu ở trên Bitcoin. Thông qua video lần này thì Irene mong là anh em đã có được cái nhìn tổng quát về BRC20 cũng như là biết cách mua bán các token BRC20 thông qua nhiều cách khác nhau. Và nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc nào hay là muốn trao đổi thêm về BRC20 thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận để có thể cùng nhau trao đổi với mọi người trong cộng đồng nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!